ở hành tinh Bắc Lưu Châu, họ không có khái niệm vợ của tôi, chồng của tôi. Vậy khi hành dâm thì có phạm giới không? Thêm nữa, do không có khái niệm vợ của tôi, chồng của tôi. Vậy nếu người nam hoặc người nữ phát sinh tình cảm với người khác và đi đến quan hệ thì sao, thưa sư? Nói thì nó hơi nặng, nhưng mà chúng ta nên tham khảo bài kinh Con Chó là như thế này. Đức Thế Tôn nói có những cái nó chỉ còn ở loài chó chứ không còn ở loài người. Thứ nhất là loài chó chỉ có con chó đực đi đến với con chó cái, chứ con chó đực không đi đến với con chó không phải là con chó cái. Điều này chỉ còn ở loài chó, không còn ở loài người. Con chó đực nó chỉ đi đến con chó cái vào thời gian con chó cái có thể thụ thai. Nó không đi đến con chó cái ở thời gian con chó cái không thể thụ thai. Điều này chỉ còn ở loài chó chứ không còn ở loài người. Cũng tin mở kinh ra con. Tại vì có đôi khi cái này Đức Phật dùng cái hình tượng con chó đó, vào thời đó thì nó không có mang cái tính ý nghĩa như bây giờ. Bây giờ khi mình thấy so sánh ai như là một so sánh giữa con người với con chó thì mình thấy nó miệt thị. Thì không có nên nghĩ như vậy. Cho nên loài người bây giờ dục nhiều lắm. Dân xứ Bắc Lưu Châu, dân xứ Cú Rú, họ vẫn còn giữ được cái sự thiểu dục. Tức là gì? Người nam đi với người nữ ở xứ Bắc Lưu Châu chỉ nhằm mục đích sinh sản. Tức là khi nào mà người nữ vào thời kỳ thụ thai và có như là cần phải thụ thai thì nam nữ mới đi đến với nhau. Còn ngoài thời gian đó thì họ không có nặng về dục như người Nam Thiện Ngũ Châu. Và khi mà quý vị lớn hết rồi nha, khi mà nam nữ đến với nhau chỉ vì mục đích thụ thai á, thì thậm chí cái quá trình diễn ra nó cũng không có như là cái chuyện mà mình nam nữ đi đến với nhau để mục đích thỏa mãn tính dục. Cứ ngó đi, y như là mấy con chim vậy đó, đụng vô cái là xong chuyện. Cho nên là chúng ta đừng có so sánh. Càng so sánh là càng thấy người Nam Thiện Bộ Châu của mình là càng không còn mặt mũi nào để mà nói chuyện hết trơn. Rồi nếu như mà mình xét về cái giới tà dâm á, thì nhớ giùm. Cái chi bắt đầu tiên là gì? Người phụ nữ được bảo hộ. Mà ở cái xứ Bắc Lưu Châu á, không có khái niệm người nữ được bảo hộ. Cho nên cái chi đầu tiên nó không có. Thành ra là người dân xứ Bắc Lưu Châu họ không có phạm tội tà dâm. Và nhớ giùm, người dân xứ Bắc Cu Lưu Châu họ giữ năm giới tự nhiên. Thành ra là gọi là họ sang hơn mình nhiều lắm. Tôi có một cái gọi là cái test để biết là mình có tư cách đủ xứng đáng để qua bên đó hay không. Khi mà sư nói cái chuyện mà nam nữ ở xứ Bắc Lưu Châu nó đơn giản giống như là con chim nó đụng vô xong xong chuyện.
thì có còn muốn qua đó không? Cho nên cái dục của xứ Nam Thiện Bộ Châu mình là nó nặng ghê lắm.